Rồi, Vương chào mọi người, chào các bạn. Đây là bạn Phúc, chồng của một bạn nhân viên sale. Đó, bạn Phúc này rất là giỏi. Đây là, đó, các bạn thấy không? Đây là động cơ đốt ngoài đầu tiên của loài người làm nè. Và bữa nay là Vương sẽ chỉ cho các bạn là lâu lâu Vương gặp được một nhân tài và từ từ là Vương sẽ biến cái nhân tài thành kiếm tiền cho mọi người coi này nha. Đó, thấy không? Đây là cái động cơ đốt ngoài, thấy không? Đó. Cái động cơ này nó dùng khí để nó tạo ra dùng không khí nóng để tạo ra năng lượng. Đây là động cơ hồi xưa. Ủa sao giờ sao nó yếu quá vậy Phúc? Nó nóng quá, nó hết thèm chạy. Nó dạ. Nó bị stuck cái gì đó. Chắc tại nó nóng quá hả? Quay từ nãy chán chơi rồi. Tại lúc quay đấy. Để dịch dịch ra xíu, nó gần. À được rồi. Nhưng mà nó quay yếu hồi nãy cái tại nóng máy à. Mệt rồi. Mà đó, đây là động cơ đầu tiên của tên lửa, động cơ đầu tiên của là người phát minh hả? Dạ. Xe lửa, xe lửa. Xe lửa, nhưng mà tên lửa. Cho nó qua làm hơi nước. Tiếp theo là người là làm ra hơi nước nữa hả? Đây là động cơ hơi nước. Đây là một cái ly nước nóng thôi. À, ly nước nóng á. Ly nước nóng. Thì nó sẽ làm cái chân lọc nhiệt độ của cái khối khí này. Nó sẽ sinh ra cồng để nó kéo được cái nó truyền động một cái trục chính. Nó làm cho động cơ hoạt động ha. Đây là niềm vui của bạn này á, là thức tới 1-2 giờ sáng để nghiên cứu sửa mấy cái máy này với lại làm mấy máy này. Đó, đây là những cái khi mà nó trên là nhiệt độ á, nếu mà mình muốn vui á, mình đặt thêm một cục nước đá nữa. Khi mà trình độ nhiệt độ trên là càng nhiều thì cái speed của nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Nó quay lên nhanh hơn. Giờ là mình ngừng nó lại, nó có quay tiếp không? Vui phải quay nó cho một tạo đà. Nó có trướng. Nó tạo đà nó lại luôn nè. Nếu mà nó quay đủ mạnh nha. Cái động cơ này hay ha. Nếu mà thực sự có động cơ xe lửa mà vẫn còn xài than, xài hơi nước á, là nó phải xài theo nguyên lý này, là phải có công nhân lúc nào cũng phải xúc than để đốt cái nồi hơi á, cái nồi hơi nước á, thực sự là một cái nồi hơi nước á, là nó làm là cái nguyên lý của nó y chang giống như vậy. Đây là chỉ là bạn demo, bây giờ mới đi coi đồ thiệt của bạn đó nè. Đó, đi coi đồ thiệt nè. Đó. Này rất là giống mình. Có điểm giống mình dễ tía ha. Ra đây luôn. Do not borrow book nè. Please, thank you. Mượn là mất, không được mượn sách của tôi. Mượn là mất. Đây là mấy ngày nhạc của bạn đó. Mấy ngày nhạc này mấy năm tuổi rồi Phúc? Để đây coi. Phúc ra đây Phúc. Đây là máy này mấy trăm năm rồi. Khoảng 105 năm đó. Mới 105 năm. Nó già hơn mình rất là nhiều. 105 gì là 5900 mấy? Nó khoảng đầu thế kỷ 20 là khoảng qua năm đầu năm đó. Những cái năm 1900 đầu năm những năm 1900. Niềm vui của bạn đó là mua mấy cái máy này hư ở Mỹ này giá chừng vài trăm đô xong rồi về sửa lại bán vài ngàn luôn. Đây nè. Đây là cái speaker này ha. Mấy trăm đô khoảng 400. 400 bây giờ đô mà này. Bây giờ nó hút rồi. Người ta cho mình đĩa luôn. À, nhưng mà bây giờ sửa được rồi là bán được bao nhiêu em? Em không biết nhưng mà chắc ngàn mấy hay gì đó, nhưng mà em không có ý định bán lại cho nên em không để ý cái giá em bán ra. Bỏ cả tháng trời để sửa đâu cũng bán. Đây, còn đây là những cái đồng hồ nha bạn. Giờ Phúc có bao nhiêu cái đồng hồ không nhớ hết không? Đồng hồ grandfather lock là đồng hồ quả lắc thì có khoảng 7 cái. Còn đồng hồ nhỏ thì chắc có khoảng 30 cái dạ. Lớn nhỏ tùm lum hết. Cho nó kêu lên cái được không? Dạ. Cho nó kêu cái thử nghe tiếng nè. Khi mà nó sẽ chom lúc mà nó là 15 phút, nửa tiếng, 45 phút và tròn giờ. Hồi nãy đâu nghe nó kêu lắm. Bây giờ nó phải đúng 45 phút. Chị. Ok.
Cái đó là charm, lúc mà nó sẽ charm xong rồi nó gong á, là lúc mà nó tròn giờ, ví dụ bây giờ là 9 giờ ha. Dạ, 9 giờ thì nó sẽ kêu 9 tiếng. Những cái đó là những cái thanh mà thép nó sẽ ngà một đầu, nó cho một cái đầu thừa, sau nó cắt những cái nó cắt nhiều cái độ dài khác nhau, ở trên đó nó có búa, nó đập vô cái đó nó sẽ tạo ra dao động. Cái đồng hồ này thì nó sẽ có ba cái điệu nhạc: Westminster, Smith, White. Rồi cái này á là nó sẽ có ba chế độ nữa, là silent là không muốn nó kêu gì hết, hai là strike là nó sẽ kêu cả ngày cả đêm, hoặc là night off là nó sẽ cái đồng hồ này nó sẽ set up á là từ 10 giờ đêm trở đi á, cho tới khoảng 8 giờ sáng á là nó sẽ không kêu một cái tiếng gì hết. Nó sao không có kêu tiếng gì hết để cho mình khỏi phiền cái lúc mà mình ngủ. Sau đó lúc mà bắt đầu từ 8 giờ 15 là nó sẽ bắt đầu nó kêu lại cho đến đúng 10 giờ tối á, đêm á, là nó kêu một cái lần cuối cùng, là từ lúc mà sau đó là từ sau 10 giờ tối cho tới hơn 8 giờ sáng á, là nó sẽ không có kêu nữa. Cái đồng hồ thường nếu mà bán là người ta bán trong tiệm, tôi thấy cái 5-6 ngàn được. Dạ, 5-6 ngàn. Phúc mua bao nhiêu? Cái đồng hồ này Phúc mua hình như là 700-800 ngàn. Mà lúc nó hư 1/10 hơn mới vậy luôn. Lúc mà nó mua thì nó không có mới vậy, xong rồi Phúc phải sen lại, xong rồi Phúc đánh vào bóng, nói chung là Phúc tốt lại. Mình thích là mình làm cái món mà mình phải sửa nó rồi mình tốt nó. Yeah. Cái này cũng xong rồi. Cái này là một cái Nó kêu. Này nó ra đồ chơi của Phúc này. Gắn rồi, nguyên cái giấy bên này này. Tại vì bữa mình mới rửa. Hát về sợ tao không biết là hát về phải đẩy cho hát về. Tại vì Phúc hay gọi về Thương nó không có biết á. Ờ vậy hả? Phúc nào là Phúc nào chứ. Lại cái chỗ hát que lại chặn cái khoan. Dạ đúng rồi, chứ không nó hỏi mập lắm. Nhưng Phúc ghi là lại cái khu nào chứ nhà này có ai vô nữa đâu ngoài Khương đâu. Phúc ghi để lại cái khu đó lấy cho mình, nhiều khi nó Garden. Chị Ly đợi em thích xíu. Cái đồng hồ này nó khác tất cả mọi thứ, cho nên khi mà mình đã có nhiều rồi mà mình vẫn mua cái đồng hồ này mà. Là thử cái mới. Thì đợi em chút xíu. Quả chuông nó đã như vậy không ạ? Dạ, giờ mới nhìn thấy được nó hoạt động này. Dạ, cái này là cái nguyên lý của nó ha. Để em win up lại. Thì một lần win up thì nó khoảng 8 ngày đêm. Ồ, 8 ngày đêm luôn. Dạ, có nghĩa là hơn 1 tuần. Ví dụ như Phúc thì cứ chủ nhật là Phúc lên dây cót một lần, lên giới thiệu một lần, thì tới cái chủ nhật lần tới thì Phúc lại lên giới thiệu một lần nữa, cho nên là cái ngày chủ nhật là cái ngày sung sướng nhất trong đời. Họ này nó kêu đã mấy kia luôn ha. Yeah. Kêu lớn hơn. Giờ thấy cái búa nó gõ vô. Dạ, này là búa. Nhưng mà cái búa này á, là búa khác, bởi vì Vương để ý á, là nó sẽ có 5 cái ống thấp khác nhau. Cái ống này là ống thấp, còn cái kia là một cái thanh thép nó khác nhau. Thì mình muốn dao động thì mình quay mồi nó một cái. Rồi sau đó nó tự cân là. Ví dụ như Vương lỡ quay yếu hay là quay mạnh hơn á, không thành vấn đề. Khoảng 5 phút sau á là tự cái thanh thép ở bên trong á nó sẽ tự cân lại cái biên độ của nó. Nghe nhạc thấy coi, cho nó chạy hay là đang để nai không? Bên này lên chị cót nó mừng, nó làm cái giờ nó hết.
Đâu rồi nhà một phút đây các bạn. Sửa được cái này. Nhìn vậy mà biết. Cái like ở ngoài sau thì nó tại vì cái này chút có một cân là cái máy nó ba là cho nên là nó có thể là nó có quay mỏi sau này. Yeah. Này khó hơn cốt không Phan Anh? Khó hơn cái gì? Bé Phan Anh tên là gì nhỉ? Quên rồi. À, Bi. À, thích không con? Con thích không? Dạ chứ. Dạ. Thích nó mới ở đây được vậy chứ. Không là nó chạy đi liền rồi. Chưa sửa xong không? Nhưng mà cái nguyên lý của nó khác với những cái máy kia á, là cái búa của nó nằm ở trên nó đá cái thấp này á, là nó tạo ra một cái âm thanh khác với những cái búa khác. Nó kêu đó. Cái búa này em nghĩ chắc nó bị stuck chút xíu rồi. Lúc mà mình mua là 1, 2, 3, 4 5 cái thúp này nó bị mất á. Xong rồi mình phải đi mua những cái ống á. Về mình canh lại cái chiều dài mình lên mình đọc. Mình phải đọc cái chiều dài của manufacturer mà từ ngày xa xưa người ta tạo ra cái điệu nhạc á. Xong rồi cái Phúc phải canh lại cái này. Xong rồi cái phải khoan lỗ. Cái ống này mua ở đâu? Cái này á là mình mua ở lô để lâu. Mình tạo ra nó đủ dày để tại vì để tạo ra được một cái âm thanh hay như vậy á. Mình mua rất là nhiều cái ống để mình thí nghiệm. Nó ban đầu là nó mỏng, nó âm thanh khi mà nó mỏng á nó chát lắm. Khi mà nó đủ dày á, khi mà nó đủ dày thì nó tạo ra cái âm thanh nó hay hơn, xong rồi mình phải thử lại. Ghê, mấy cái ống mua lô á. Đam mê có nào mới làm được vậy. Phải nhận luôn. Hai được rồi. Dạ bữa nữa là con sẽ cho Phúc vô team nghiên cứu. phòng thí nghiệm. Mở thôi, giờ anh em mình tập trung mở cái phòng thí nghiệm. Ok. Cho sàn xít đến rồi đó. Cái búa này rất là hay. Mà chắc là nó không có đường trơn rồi. Mà thấy siêu, trong nhà anh đi đâu cũng thấy đồng hồ hết trơn. Thôi, được rồi, giờ phát hiện rồi, từ từ sẽ nghiên cứu. Chào mọi người không nhỉ? Bye bye mọi người. Phúc nào bye bye nào. Bye bye.